Thưa quý vị và các bạn, rác thải điện tử là một nhóm chất thải đặc thù phát sinh chủ yếu từ hộ gia đình và các văn phòng công sở. Hiện nay, rác điện tử là mối lo ngại lớn trên toàn cầu, đặc biệt khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển và tốc độ ra đời của sản phẩm ngày càng nhanh và nhiều. Tuy nhiên, thay vì có những phương án xử lý thu gom đúng quy định hoặc là sửa chữa thì nhiều người lại đem vứt bỏ không có sự kiểm soát. Các chất độc trong rác điện tử có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Người ta vẫn thường cho rằng máy tính là công nghệ sạch, tuy nhiên không hẳn là như vậy. Thực chất bên trong các thiết bị của máy tính có nhiều chất độc hại, nếu chúng bị vứt bỏ sẽ trở thành rác điện tử và gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, môi trường. Hiện nay, một người dùng không chỉ một mà nhiều máy tính, máy ở nhà, ở văn phòng, lúc di chuyển với laptop. Theo nhịp độ phát triển công nghệ và thiết bị, người tiêu dùng có khuynh hướng sắm những sản phẩm tốt hơn và vứt bỏ những thiết bị đã qua sử dụng nhanh hơn. Hiểu được những mối nguy hại mà rác thải điện tử gây ra với môi trường, thay vì thải bỏ như trước đây, Phương Linh đã cố gắng tìm đến cơ sở sửa chữa laptop 24h.com để khắc phục, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa góp phần nhỏ trong việc bảo vệ môi trường. Trước đây thay vì vứt đi thì hiện tại mình đã tìm được một cơ sở uy tín để sửa chữa laptop của mình mà không phải lo là sẽ có rác thải điện tử bị thải ra môi trường nữa. Đó là sửa chữa laptop 24h.com. Đặc biệt là từ khi mà mình biết đến dịch vụ sửa chữa online tại nhà thì mình thấy mọi thứ rất là tiện lợi. Mình có thể đặt lịch hẹn trước này, chọn cơ sở sửa chữa để không phải lo là sẽ đợi những lúc đông khách như trước đây. Mình rất là hài lòng. Luôn luôn đạt rất là cao vấn đề là nhận thức về bảo vệ môi trường. Chính vì vậy là bên mình rất là nghiêm ngặt cái quy trình sau khi những cái rác thải điện tử để làm sao để cho môi trường luôn là sạch đẹp. Bên mình thì có một điều đặc biệt đó là sẽ bảo hành suốt thời gian sử dụng của khách hàng, bảo hành 1-1 kể cả cháy nổ. Luôn luôn đổi mới và đào tạo nhân lực để làm sao để đáp ứng được với cái thị hiếu hiện nay. Và nhất là trong thời gian dịch vừa qua thì bên mình có phát triển cái dịch vụ sửa chữa laptop tại nhà để mà mang lại cái dịch vụ thuận tiện nhất cũng như là giảm bớt các điểm chạm cho khách hàng. Các chuyên gia công nghệ thông tin cũng khuyến cáo với những đồ điện tử như laptop cũ hỏng đã qua sử dụng, người dùng cần phân loại. Nếu laptop không thể sửa chữa thì nên mang tới các điểm thu gom rác thải điện tử an toàn. Còn laptop có thể sửa chữa được thì nên tìm tới những cơ sở để chữa đúng bệnh, thay đúng linh kiện chính hãng, bảo hành dài hạn, bảo hành cả cháy nổ để đảm bảo sức khỏe của người dùng, đặc biệt là không gây hại tới môi trường.